Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học toàn lớp 2 của trang web olmer.vn dựa trên bộ sách Chân trời sáng tạo. Ở các bài giảng trước thì các con đã được học về các phép cộng qua 10 và tiếp tục với nội dung các phép tính qua 10 trong phạm vi 20. Thì ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu tới các con các phép trừ có hiệu bằng 10. Ngay bây giờ cô cho mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học mới. Các con quan sát hình ảnh. Ở đây ta có 16 cái bánh. Con đếm và cho cô biết 16 bao gồm 10 và bao nhiêu? Rất đúng, ta thấy 16 thì bao gồm 10 và 6. Như vậy, có 16 cái bánh, nếu ta ăn 6 cái thì còn lại 10 cái. Từ đây các con có phép tính phù hợp với tình huống này là gì? Đúng là như thế, ta lấy 16 trừ đi 6 thì bằng 10. Đây chính là một phép trừ có hiệu bằng 10. Bây giờ, tương tự như phép tính vừa rồi, các con hãy hoàn thành bảng trừ có hiệu bằng 10 này. Cô khen các con, chúng mình có bảng trừ có hiệu bằng 10 thì bao gồm các phép tính 11 trừ 1 bằng 10, 12 trừ 2 bằng 10, 13 trừ 3 bằng 10, 14 trừ 4 bằng 10, 15 trừ 5 bằng 10, 16 trừ 6 bằng 10, 17 trừ đi 7 bằng 10, 18 trừ 8 bằng 10 và cuối cùng 19 trừ đi 9 bằng 10. Đây chính là các phép trừ có hiệu bằng 10 trong phạm vi 20. Bây giờ cô sẽ che đi một vài thành phần của các phép tính. Các con hãy giúp cô khôi phục bảng trừ này. Các con rất giỏi. Ở đây 11 trừ đi 1 bằng 10, 13 trừ 3 bằng 10, 16 trừ 6 bằng 10, 18 trừ đi 8 bằng 10 và cuối cùng 19 trừ 9 bằng 10. Bây giờ để giúp các con dễ dàng ghi nhớ bảng trừ này hơn, cô cho mình sẽ đi đến phần luyện tập. Bài 1, mỗi hình che số nào? Ta thấy rằng ở đây có 6 phép tính. Ở mỗi phép tính thì có một thành phần bị che bởi hình vuông, hình tam giác hoặc là hình tròn. Bây giờ các con hãy điền số thích hợp để hoàn thành các phép tính này. Hoàn toàn chính xác, chúng ta có ngay là 14 trừ 4 bằng 10, 11 trừ 1 bằng 10, đây là 15, 12 trừ đi 2 bằng 10, còn đây là 14 và cuối cùng 19 trừ 9 bằng 10. Tiếp theo, thực hiện các phép trừ có đến 3 số. Với những bài như thế này, chúng mình sẽ thực hiện tính từ trái sang phải. Câu ví dụ, với phép tính 18 trừ 8 trừ 1. Trước tiên ta lấy 18 trừ đi 8, có ngay kết quả là 10. Sau đó chúng mình tiếp tục lấy 10 trừ đi 1 thì bằng 9. Vậy là 18 trừ 8 trừ 1 thì bằng 9. Tương tự thì các con hãy thực hiện phép tính thứ 2, 13 trừ 3 trừ 4 bằng cách trả lời câu hỏi sau. Đúng là như vậy, ta có 13 trừ 3 bằng 10, 10 trừ đi 4 thì sẽ bằng 6. Vậy là 13 trừ 3 trừ 4 thì bằng 6. Bây giờ các con hãy hoàn thành hai phép tính còn lại. Cô khen các con, 17 trừ 7 bằng 10, 10 trừ 2 thì bằng 8, hay là 15 trừ 5 trừ 3 thì sẽ bằng 7. Và đến với bài cuối cùng là một bài toán có lời văn. Cô giáo có 18 cái khẩu trang, cô đã phát cho các bạn 8 cái. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu cái khẩu trang? Các con hãy hoàn thành phép tính và trả lời câu hỏi này. Hoàn toàn chính xác. Để tính số khẩu trang còn lại thì ta cần thực hiện phép tính trừ. Cụ thể là ta lấy 18 trừ đi 8. Bằng việc sử dụng bảng trừ có hiệu bằng 10 thì ta dễ dàng biết được kết quả của phép tính này chính là 10. Ở đây nếu bạn nào chưa nhớ bảng trừ thì các con hãy nghĩ tới việc tách số 18 thành 8 và 10. Đến đây chúng mình có thể kết luận cô giáo còn lại 10 cái khẩu trang. Như vậy là trong bài học ngày hôm nay, cô trò mình đã cùng lập được bảng trừ có hiệu bằng 10 và ứng dụng bảng trừ này vào làm các bài tập có liên quan.
Các con hãy ghi nhớ bảng này và rèn luyện thêm các bài tập ở trên trang web olm.vn. Cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo.